Xin chào anh em, chào em quay lại với kênh xe hay tư giỏi của em ạ Lời đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Vì sau này em sẽ cập nhật về giá xe cho em về dòng xe Honda HRV Chiếc xe Honda HRV nó thuộc dòng xe crossover Cạnh tranh trực tiếp như là chiếc xe Hyundai Tucson Chiếc xe Toyota Cross Hay là chiếc xe MGHS Hay là rất nhiều hãng xe trên trường Việt Nam Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe Tổng lăn bánh, chương trình khuyến mại Cho toàn bộ các dòng xe của Honda HRV từ bản L và bản G ạ. Còn em anh em là muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới, cho em nhá. Để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết có thể ạ. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì mới đăng ký kênh em. Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, sẽ phép được đi vào vấn đề chính luôn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda HRV bản L, bản cao cấp nhất của dòng xe Honda HRV đấy ạ với giá viết của nó đang là 866 triệu ạ. Hiện tại đây lý chúng em thì đang bán cho anh em với giá đang là 786 triệu ạ. Tức là giảm giá cho em là 80 triệu tiền mặt và tặng cho anh em thêm là 80 triệu phụ kiện ạ. Tức là tổng cho em một khuyến mại lên là 160 triệu nha. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao, chi tiết nó bánh như nào thì anh em có điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em hoặc trực tiếp đến đại lý của chúng em thì lúc đấy chắc chắn anh em sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em đấy ạ. Vậy thì chiếc xe Honda HRV Bản L này lăn bánh nội cho đang là 913 triệu, trả góp thì đang là 294 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì là 877 triệu, trả góp thì đang là 258 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 895 triệu, trả góp thì đang là 276 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về kênh xe cũ. Anh em mà muốn được xem xe cũ, xe lướt, xe đã qua sử dụng, chất lượng cao, giá cả lý thì anh anh em vào kênh xe lướt của em, đăng ký kênh em, xem video cũ của em hoặc chờ video mới nhất của em để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể cũng như là lên cho anh em một cách liên tục liên tục liên tục để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình giữa xe cũ và xe mới ạ. Ok tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda HRV bản G với giá mít của nó đang là 786 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho anh em với giá đang là 706 triệu ạ, tức là giảm giá cho em 80 triệu tiền mặt. Ngoài ra sẽ tặng cho anh em là 80 triệu phụ kiện nữa ạ. Vậy thì chiếc xe Honda HRV bản G này Lát máy nội là 823 triệu Trả góp thì đang là 267 triệu ạ Còn ở tỉnh thì đang là 789 triệu Trả góp thì đang là 233 triệu Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 807 triệu Trả góp thì đang là 251 triệu ạ Các chi phí mà tính cho cho anh em đó chính là thuế trước bạ này Biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí và chi đồng bộ Và bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn một số các chi phí mà chưa tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm thân vỏ Bởi vì bảo hiểm thân vỏ nó sẽ là bảo hiểm tự nguyện Anh em có muốn mua hay không mua thì phụ thuộc vào anh em thôi Trừ khi phải mua trả góp qua ngân hàng Thì trong phần trả góp em tính cho anh, cho anh em là 1 năm rồi nhá ở dưới phần mô tả em có một đường link đó chính là đường link về nhận báo giá anh em muốn gửi về giá xe tổng ăn bánh chương trình khuyến mại trả thẳng trả góp lãi suất ngân hàng như nào thì em điền thông tin như là tên số điện thoại loại xe cân tâm hình thức trả thẳng trả góp để em sẽ gửi lại cho anh em các thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho anh em ạ. Ok, vậy đến video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng ấm bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp cho chiếc xe Honda HRV rất là chi tiết cụ thể rồi. Và đến video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé. Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Honda cũng như các hãng xe khác nhau như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota hay rất nhiều xe trên trường miền Nam để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên trường miền Nam thì anh em hãy comment phía dưới chúng nha. Để sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. À. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì mới đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng nó bánh và các chương trình khuyến mại ạ. À. Ok, xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ. À.